Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin một số đổi mới ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, đặc biệt ở phần ngữ liệu để ngữ văn để hạn chế việc học tủ, học lệch, thậm chí hạn chế được việc đoán đề hay văn mẫu. Tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 chiều ngày 28 tháng 6, nói về công tác làm đề thi, giáo sư Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo chia sẻ, Chúng tôi đang định hướng đề thi càng ngày phải càng hướng đến năng lực học sinh và có sự phân hóa, đặc biệt ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Như vậy, nhiều trường đại học top đầu vẫn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để làm cơ sở cho việc xét tuyển đại học. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng cho hay, đề thi tốt nghiệp năm 2024 đã mở hơn có yếu tố phân hóa hơn, chính là nhằm từng bước để chuyển trạng thái cho học sinh sang năm sẽ học và thi tốt nghiệp theo chương trình phổ thông mới 2018. Tại buổi họp báo có ý kiến cho rằng những tin đồn về lộ đề thi môn Ngữ văn thường xuất hiện nhiều hơn các môn khác và một trong những lý do chính là nguồn ngữ liệu để sử dụng và làm đề thi thường chỉ tập trung vào những tác phẩm trong sách giáo khoa. Liên quan đến ngữ liệu để ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường cho hay, ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 chắc chắn sẽ khác với kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Bởi chúng ta đang thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa thì ngữ liệu sẽ đến từ nhiều bộ sách giáo khoa. Thứ hai, hoàn toàn có thể mở cả những ngữ liệu không trong sách giáo khoa. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là hình thành cho học sinh phẩm chất và năng lực, chứ không phải hướng tới thuộc bài trong sách. Việc này sẽ hạn chế được việc học tủ, học lệch, thậm chí hạn chế được cả việc đoán đề hay văn mẫu. Theo ông Thưởng, Bộ Giáo dục Đào tạo và Toàn ngành Giáo dục đã và đang thực hiện một cách nghiêm túc đầy đủ Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có đổi mới thi, kiểm tra đánh giá. Ông Thưởng nói, yêu cầu đặt ra là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đổi mới để đảm bảo giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy để lấy kết quả tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 không chỉ giảm số môn thi mà còn giảm áp lực, thời gian và tốn kém. Trước đó, hồi cuối năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố phương thức tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Phương án được lựa chọn là phương án 2 cộng 2, tức là hai môn thi bắt buộc, ngữ văn toán và hai môn lựa chọn. Từ năm 2025 trở đi, nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bám sát nội dung mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương án 2 cộng 2 tức gồm 2 môn thi bắt buộc ngữ văn toán và 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ như vậy với phương án này ngoại ngữ môn học được coi là công cụ để hội nhập không phải là môn bắt buộc theo bộ giáo dục đào tạo trong những phương án từng được đưa ra lấy ý kiến thì đây là phương án ít môn thi nhất nên chắc chắn tiết kiệm kinh phí nhất về hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận còn các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực về phương thức xét công nhận tốt nghiệp theo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình phổ thông 2018. Về lộ trình thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết giai đoạn 2025-2030 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện có thể kết kết hợp dự thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 ngay sau buổi thi cuối cùng môn ngoại ngữ. Thời gian diễn ra vào 17 giờ tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên trang fanpage chính thức của Bộ. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Hơn 1 triệu thí sinh thi môn ngoại ngữ vào chiều 28 tháng 6, trong khi nhiều em đã kết thúc kỳ thi sau ca thi sáng. Có hơn 60.000 thí sinh được miễn bài thi này, đồng thời nhiều thí sinh học giáo dục thường xuyên chỉ đặt mục tiêu xét tốt nghiệp nên sẽ không thi ngoại ngữ. Với những thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi nhưng cần dùng điểm thi để xét tuyển đại học, thí sinh vẫn phải làm bài thi ngoại ngữ. Đến thời điểm hiện tại, kỳ thi hiện không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Đêm trước ngày thi môn đầu tiên sáng 27 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện tin lộ đề ngữ văn người phát tán tin đồn là một nam sinh lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã phủ nhận thông tin lộ đề. Theo nhận định của các giáo viên, chuyên gia, đề thi năm nay về cơ bản bám sát chương trình nhưng mang tính phân loại cao, đặc biệt dự đoán các môn sẽ ít điểm 10. Dự kiến Bộ sẽ công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đã được tổ chức trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 6. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, rất chu đáo và an toàn. Đây là kỳ thi cuối cùng dành cho lứa thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm sau, kỳ thi được thay đổi theo phương án mới với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số 9 môn học còn lại. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 29 tháng 6, công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Trong trường hợp thí sinh tiến hành phúc khảo bài thi, thời gian hoàn thành của giai đoạn này sẽ chậm nhất là ngày 4 tháng 8. Sau đó các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh thí sinh xét tuyển đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của bộ giáo dục và đào tạo bao gồm cả nguyện vọng xét tuyển sớm và nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông về chấm thi đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết các điều kiện về máy móc thiết bị phục vụ công tác chấm thi trên máy được bảo đảm cho các hội đồng chấm thi trách nghiệm trước khi bắt đầu chấm thi tự luận bài ngữ văn các hội đồng sẽ họp để thống nhất về hướng dẫn chấm thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm ngọc thưởng khẳng định đề thi môn văn gần đây có tính mở do đó trong hướng dẫn chấm luôn có phần mở để xem xét. Điều này có thể khẳng định việc chấm thi hoàn toàn không bó buộc. Trưa 28 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phụ huynh phản ánh một mã đề thi môn toán bị lỗi khâu in ấn, ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh. Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc nói, Sở cũng đã nhận rồi. Khi phóng viên hỏi cụ thể, vị này hẹn sẽ thông tin vào cuối buổi chiều nay phản ánh với phóng viên một phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại đắk lắc thể hiện sự bức xúc khi đề thi bị in lỗi khi con đi thi về nhà phụ huynh này hỏi làm được bài không thì con buồn không trả lời mà vứt đề thi xuống là giáo viên dạy toán phụ huynh này cầm đề lên xem thì tá hỏa phát hiện nguyên một trang của đề thi toán mã 119 bị lỗi hàng chục vị trí phụ huynh này bức xúc nói một trang đề vừa lỗi văn phong tiếng Việt, vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học, chắc chắn khi đọc đề, cháu sẽ bị tâm lý phải đoán câu từ đó có nghĩa là gì nên ảnh hưởng đến kết quả. Với tâm lý nặng nề như vậy, không chỉ ảnh hưởng môn toán mà cả các môn ngày hôm nay. Đây là kỳ thi quốc gia nhưng để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy là không thể chấp nhận được. Một giáo viên dạy toán lớp 12 tại Đắk Lắk cho biết, nếu đúng như đề thi mà phóng viên cung cấp thì quá trình in ấn bị lỗi nghiêm trọng từ câu chữ ký hiệu toán, đáp án đều xảy ra lỗi. Điều này rất vất vả cho thí sinh, mất nhiều thời gian để suy luận và ảnh hưởng đến tâm lý. Đặc biệt, ảnh hưởng quyền lợi đến thí sinh sử dụng môn toán để xét tuyển đại học. Giáo viên này nhận xét, một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 đang đi đến trọng cuối cùng với bài thi môn ngoại ngữ. Có hơn 60.000 thí sinh được miễn bài thi này, đồng thời nhiều thí sinh học giáo dục thường xuyên chỉ đặt mục tiêu xét tốt nghiệp sẽ không thi ngoại ngữ. Do đó, nhiều thí sinh đã kết thúc kỳ thi căng thẳng sau ca thi sáng nay. Bài thi môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 có 7 môn ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung và tiếng Nga. Với những thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi nhưng cần dùng điểm thi để xét tuyển đại học, thí sinh vẫn cần phải làm bài thi chiều nay. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978 chiếm 4,38%. Trong ca thi tổ hợp sáng nay, số thí sinh thi môn địa lý và lịch sử chiếm số lượng đông đảo nhất với hơn 700.000. Số thí sinh thi môn vật lý, hóa học, sinh học xấp xỉ 350.000. Dự kiến, Bộ sẽ công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7.